Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Thì có lẽ thì mình sẽ hôm nay mình sẽ nói qua cho các bạn cái chơi mới. Về cơ bản là cách sắp xếp đội hình. Nhiều bạn đừng chơi cũ rồi thì cũng có thể tham khảo một chút cũng được. Video mục đích giới thiệu qua cho các bạn nào mới chơi cái game này thì nắm cơ bản hơn về cái cách bố trí sắp xếp đội hình nhá. Rồi. Trước tiên thì mình sẽ đánh số thứ tự. Đội hình như này cho mọi người dễ hình dung này. Trò chơi này thì chơi game này cơ bản là cái game thẻ bài 6 người thì sẽ có thứ tự 1 2 3 4 5 6 là thứ tự ra skill mặc định của các võ sĩ khi sắp xếp vào đội hình. Bạn bấm có thể hoàn toàn có thể nhìn thấy hàng trước thì là ba người. Ba người hàng cột dọc, hàng ngang thì chia thành ba. Sau cũng ba người. Thì hàng dọc gọi là hàng ba người và hàng ngang là hàng hai người. Column và row đấy để trong các skill các bạn đọc thì có thể dễ hiểu. Các cái chỉ số rồi các cái giao diện về interface skin là skin giảm công nhé, còn captain skin là skin của võ sĩ hạt nhân. Ở bên kia thì có ở góc bên trái màn hình thì có ba slot viện trợ. Thì ở dưới thì là các cái chỗ mà front là đặt ở trước này, real là đặt đằng sau này, general là ngẫu nhiên, thằng nào ra trước thì đặt, thằng nào trên trước thì đặt trước nhá. Về viện trợ thì các bạn người chơi mới có lẽ cũng phải một thời gian rất là dài thì mới có thể trải trải nghiệm được, vì cái tính năng này hiện tại nó cũng chưa chưa quá thực sự cần thiết trong trong một đội hình, chủ yếu là để cộng các cái chỉ số ở dưới thôi. Anh em là có điều kiện thì xây dựng từ từ nhé, cũng không phải vội vàng bỏ kim cương ra làm gì. Ở dưới thì nó có thể bổ sung thêm tính năng nữa là equipmat, có nghĩa là skill tứ hồn, thì là ông xem một mới khả năng chỉ có sẽ ông nạp top thì mới có thôi, còn cơ bản thì kim cương để dành để build võ sĩ trước mọi người nhé. Rồi thì mình nói qua vai các bạn vai trò của một số võ sĩ, một số slot đi, từng slot một đi. Slot thứ nhất thì là slot theo mình đánh giá thì là slot tăng phụ. Slot tăng phụ thường thì là những cái võ sĩ vệ hoặc kỹ. Ngoài vệ hoặc kỹ có khả năng bút máu thì hiện tại cơ bản nhất thì chắc là Athena ai cũng biết rồi. Hoặc là các bạn có thể chơi Rap cũng được, tăng phụ vì Rap nó có khiêu khích những lượt đầu. Lọt cũng được. Slot thứ hai tăng phụ này đấy, đúng rồi, tăng phụ là bút máu và bút gọi là cho mình nghĩ là sân nhé, à sàn nhé, sàn đấu, mình thích gọi là sàn đấu hơn, sàn đấu ở dưới dưới chân võ sĩ, mấy cái hiệu ứng dưới chân võ sĩ. Vì slot thứ hai thì là tăng chính của một đội hình. Tăng chính thì mọi người hiện tại thì vẫn ba con tăng mạnh nhất là Athena, Benny, Athena rồi đến Hayden nhé. Đặc biệt ở phiên bản hiện tại sau cái update hôm thứ năm tuần vừa rồi ấy, thì có một con mới nổi nữa là con Whip nhé. Anh em con Whip có môn thôi, hồn vũ khí không quan trọng nữa, con Whip có môn thôi đã là một quái vật ở phiên bản hiện tại rồi. Slot thứ ba thì thường mọi người sẽ đặt là võ sĩ hạt nhân nhé. Và tại sao mình nghĩ là võ sĩ hạt nhân nên đứng ở slot ở trên này? Nếu các bạn nào chơi đội hình hai tăng cơ thôi thì nên để con võ sĩ hạt nhân của bạn lên trên, vì các võ sĩ hạt nhân tất cả các phiên bản đều có khả năng và sức chống trị tương đối tốt. Ngoài ra các bạn có đặt ở số slot số 1 cũng được, như Ainid ngày xưa cũng được, thay đổi một điều cơ bản các bạn không nên giấu hàng sau võ sĩ hạt nhân nhé, tại vì những cái võ sĩ hàng sau thường có rất nhiều con khác, nó ra sau võ sĩ hạt nhân khoảng 1 2 tháng thôi, nó rất nhiều ưu thế hơn. Võ sĩ hạt nhân cơ bản là chỉ là con, theo mình nghĩ đánh giá từ đầu đến cuối rồi chỉ là con bộ sĩ búp cái khả năng sinh tồn cho toàn bộ team của các bạn sống đến một lượng tơ nhất định, hoặc chính xác hơn là búp cho cái con võ sĩ chủ lực của các bạn sống lâu hơn võ sĩ chủ lực ở bên kia để duy trì chiến thắng của đội hình. Bạn có thể nâng S max hay không thì tùy, võ sĩ hạt nhân mình đánh giá là có không cũng được, S max cũng được nếu mà các bạn thực sự đua top ấy thì nó mới quan trọng cái đoạn đấy thôi. Rồi slot số 4 cũng là một slot thường sẽ dành cho slot hỗ trợ.
slot hỗ trợ ở đây thì khả năng cao sau này WIP nó cân bằng lại tướng hoặc đẹp mắt nó gọi là nhà phát hành nó phải sửa lại rất là nhiều. Vì lượng sát thương như hiện tại thì còn khả năng cao thì con WIP sẽ được đưa vào đây. Để cho bạn nào chưa chơi con WIP sẽ được đưa vào slot số 4. Slot số 4 đấy. Ngoài ra thì các bạn nào mà chơi các đội võ sĩ sàn sàn đấu thì không đứng ở slot số 1 thì sẽ đứng slot số 4 nhé mọi người nhé. Có thể như Isla hay Thổ hay Elizabeth các thứ thì vẫn có thể chơi được ở slot số 4, slot hỗ trợ. Ngoài ra có thể chơi con búp máu. Búp máu hay là giải ứng vân vân. Rồi, slot số 5 là slot gây sát thương phụ, cho mình nghĩ gây sát thương phụ hoặc là khống chế tùy mọi người. Trước kia thì mọi người có thể chơi con semi lôi là rất phổ biến, mọi người sẽ thường thấy người ta sẽ xếp cái con semi lôi ở đây hoặc là con ma hay hai con võ sĩ vệ, à hai con kỹ, hai con sĩ kỹ phổ biến thời ăn trước. Thì bây giờ thì slot số 5 này thường mọi người sẽ xếp Rogue ạ, sát thương mặc dù Rogue là đam chính ở cái thời điểm hiện tại nhưng mà thường xếp ở slot số 5 sau tăng chính để dễ dàng kích hoạt cái nội tại phản công như gây hiệu ứng khống chế trước khi bên kia khống chế mình. Rồi slot số 6 là slot đam chính. Slot đam chính thì thường thường là dành cho những bạn nào mà chơi sát thương team sát thương độc chiêu thì mới phải xếp slot số 6 này là những con kỹ, không thì có thể hoàn toàn xếp xếp đả một cách bình thường. Slot số 6 là dành cho slot đam chính. Đối với server mới, nói kỹ thêm của các bạn, đối với server mới thì các bạn nên ưu tiên bui những võ sĩ ở 3 slot số 2, số 5, số 6. Riêng slot số 2 các bạn có thể hoán đổi cho slot số 1 để tùy cách bạn né đội hình. Và số 5, số 4 tương tự, 3 võ sĩ mà đội hình 3 võ sĩ các bạn nên xếp hình tam giác tránh tránh cái sát thương ra cũng được. Thì là 3 võ sĩ đầu tiên các bạn cần bui ở trong cái trò chơi này. Và tập trung là chọn lựa chọn trước một cái slot đam chính rồi tăng chính và đam phụ. Thì thường thì mọi người sơi xong con slot đam chính của thế hệ meta trước thì sẽ đẩy sang slot đam phụ của thế hệ meta sau là phù hợp và còn tăng chính. Hai cái vị trí đầu tiên quan trọng nhất là các bạn lựa chọn được hai vị trí đấy rồi tất cả các võ sĩ sau này các bạn mới nghĩ đến cái việc mà xây dựng và hoàn thiện nhé, không nên vội vàng. Cái slot số 1, 3 và 4 thực ra thì các bạn đều có thể chờ cái xu hướng là chờ Battle Pass rồi nạp Advice đi rồi lấy hồn vũ khí các bạn ép mắc các bạn thừa mảnh bản năng thì bỏ vào đội hình để hỗ trợ ba cái slot còn chính còn lại thì nó sẽ hiệu quả hơn là việc là bạn bui thẳng cả 6 slot. Rồi chuyển qua một chút về thực tế đi, thực tế mình để ghép từng icon con võ sĩ cho mọi người dễ hình dung. Thì mình lấy ví dụ luôn là cái đội hình mình đang chơi ở Aktop thôi. Để mọi người tham khảo nhé, xem ở cũ hay mới thì có thể nghe đoạn này. Đi đầy đủ cái thế hệ hiện tại thì mình đã bui là như thế này. Không khác biệt là hiện tại mình chỉ lấy hồn vũ khí chấp đồ chấp điện tinh tinh để chủ yếu tập trung kim cương và làm content cho mọi người thôi. Thì mình chưa lấy hồn vũ khí Athena. Slot số 1 thì mình để Athena đi. Xếp slot thì có quan trọng hay không thì các bạn nào mà chơi lâu ngày thì sẽ biết là hiện tại thì cái hiệu quả của cái hồn lực 5 phong ấn nó đã hạn chế rồi, nhưng mà trước kia hoặc phải nói đúng hơn là một năm trở lại đây thì cái slot hiệu quả của hồn lực 5 phong ấn là ảnh hưởng rất là nhiều đến đến cái vị trí xếp sắp xếp skill sắp xếp này. Tuy nhiên hiện tại thì đã ra hồn lực 5 băng để giảm đi một phần của cái hiệu quả phong ấn rồi. Yumi cũng vừa mới ra đi rồi, chính thức ra đi khỏi cái đội hình hiện tại của mình cũng như là meta hoàn toàn đã biến mất thì cái việc xếp slot này nó mới đỡ đi quan trọng phần nào. Tuy nhiên mọi người nên cố gắng xếp cho mình đúng theo cái hướng dẫn của mình thì khả năng cao đeo đem lại hiệu quả và tỷ lệ cao nhất thôi, chứ cũng không chắc chắn 100% tại vì đối thủ của bạn là ai nữa. Mà về bộ run và bộ hồn lực 5 thì mình cũng ví dụ mình sâu ra như thế này thôi, thì mọi người có thể fix tùy theo ý thích. Khi mà Athena mà mình lên đích chính thì mình không có băng nhé mọi người nhé, đích chính thì mình không lấy băng, nhưng mà nếu mà thực ra ấy, thì Athena mình thì cầm hiện tại những cái team không có Heal thì Athena cầm băng là tốt nhất. Khi con Athena S max thì cầm băng nó cũng cứng hơn,
cũng như việc là sát thương phản của nó có thể lấy một lần miễn trí tử của Google nếu mà đúng đúng đồ bằng ngang đồ. Thì mình sắp xếp vào lực năm như thế này để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra các bạn đấy không thấy sói cừu à, thì sói cừu các bạn có thể thì fix như thế này ở số lót số 2. Ở cừu với cả thiền là hai hồn lực có tác dụng lên võ sĩ xung quanh cũng à băng nữa, băng cũng vậy thì các bạn có thể cân nhắc để sắp xếp nhé. Vị trí của nó thường là 1, 2 và 5. Đấy, ba hồn lực có ảnh hưởng đến võ sĩ xung quanh. Còn các bạn có thể cân nhắc tại vì đối với cả slot số 2 thì hiện tại thì con Benny vẫn phù hợp nhất với Devil rồi. Ngoài ra các bạn nếu mà bạn mà xác định để nó không bị khống chế thì các bạn chơi cừu đi để nó tung tuyệt kỹ liên tục. Hạt nhân thì hiệu quả nó kém nhất, hiện tại hiệu quả và là dần dần nó đã biến mất rồi. Sau này ra át thì cũng chưa chắc cũng đã khỏe hơn Kyo đâu, tại vì át sẽ ra lụt loạt cùng với các võ sĩ meta sau. Đấy, còn át nó chỉ có một thời điểm ngắn ban đầu thôi. Thì phong ấn thì như mình đã nói thì băng ra thì phong ấn xuống thì phong ấn thì mình đẩy được slot hỗ trợ là con Duelon. Duelon thì hiện tại nó vẫn đóng góp tốt cái vai trò của mình là hỗ trợ trợ công cũng như là hỗ trợ phòng thủ. Búp sàn các kiểu là rất là phù hợp thì để thế mình để ăn sói, hiện tại Duelon mình để ăn sói để giảm giảm thủ bên đối phương. Cái hiệu quả giảm thủ của Duelon cũng đặc thù không giải được trừ khi bên bạn có Duelon nhé. Ở Duelon hiệu quả đặc thù giảm chỉ số công với thủ khá là nhiều, mình thấy khá là nhiều cái độc của nó tăng theo tầng đấy, rất là hiệu quả. Chỉ có việc là nếu mà bạn tăng hàng trước bạn quá yếu ấy, hoặc là bên bạn có ráp thì đấm Duelon nó chết sớm thôi. Ngoài ra nếu không cái việc phản công với thời hạn sát thương thì con Duelon cũng khá là khó chết nếu xếp ở hàng sau. Rồi còn về Rugal thì mình để thiền, thì anh em nào chơi lâu thì đã biết dù thiền 2 sao thì cái tỷ lệ khống chế và tỷ lệ cấm chia của nó rất là ổn. Và con Rugal nó có phản khi mà đi với team đã đủ phá giáp rồi thì gần như khống chế mỗi lần độc chia của nó sẽ tung sát thương thêm lên cái mục tiêu bị phá giáp đấy, thì cũng có nghĩa là có khả năng tỷ lệ khống chế cấm chiêu đối thủ. Do vậy mình đang cầm turning với cả chỗ thiền kết hợp để làm cấm chiêu với cả choáng nhé. Bạn có thể kháng lần 1, lần 2, có thể rất là dính lần 3. Rồi về slot số 6 thì mình để Kula mọi người ạ. Mình không chơi các con nhẹ, con khác, các con hiện tại thì không chơi thì mình để Kula. Thì có điều kiện thì sẽ chơi hồn lực 5 run thời không để lấy sát thương. Không về còn về hồn lực 5 thì mình vẫn thấy đánh giá là héo là tốt nhất, tại vì con Kula này khác khá là cứng cái bọn võ sĩ vệ ngăn cản khả năng hồi máu từ hồn lực khô héo và phá 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 giáp phá giáp vẫn là tốt nhất ở cái thời điểm phiên bản hiện tại. Ngoài ra thì cầm sói cừu cũng được để fix khô héo, vì con khô héo đấy khô héo này để càng lâu thì càng bền lết game càng có lợi mọi người nhé. Nó chỉ được hai mục tiêu một lúc thôi, tuy nhiên hai mục tiêu đấy khóa cứng nó rất là yếu đi. Ôi, ngoài ra thì mình có form một số đội hình khác như đội hình ở nick nhỏ ở bên server mình. Nick nhỏ thì chơi đội hình Team Ikari. Test cái hệ này là hệ yếu so với các đội hình meta hiện tại thì nó rất là yếu. Võ sĩ thì bị ém môn rồi các kiểu ra muộn. Đặc biệt là con Hayden, Hayden là con võ sĩ khổ nhất khi mà cập nhật bản S Max. Nhà phát hành đã cố tình trù dập giảm rất là nhiều sát thương. Mình xem cái clip hôm trước ông kia sẽ đăng ấy thì có mỗi một lần phản được đúng Google, phản vào đúng Google thì là lấy một lần miễn trí tử, còn lại thì đam hiển thị rất là bé. Cái thing các bạn không phải buồn thì vì cái lực chống chịu của nó vẫn ổn, đánh giá vẫn ổn. Chỉ tại là con whip đang được búp láo thôi, đánh vào con whip thì con nào cũng vậy, đam rất là bé vì nó là võ sĩ meta sau, thuộc về meta sau nó có lượng búp mới thì nên nó đang được nhà phát hành đẩy lên để người chơi bỏ kim cương ra và lấy võ sĩ. Chỉ còn bản chất con Hayden tăng khá là tốt nhé. Chủ yếu nó cần lượng hồi phục lại tương tương đối đầy đủ thì nó mới sống được lâu thôi, tại vì mỗi turn nó đều đều cần phải mất một lần miễn trí tử và đều phục hồi được để là tình trạng hoàn hảo của một con Hayden và không bị khống chế. Mọi người fix lại hồn lực 5 để run cho mình nhé, chứ đội hình như này để run như hình bên cạnh mọi người sẽ hiểu lầm đấy. Rồi vì là có ráp rồi thì vẫn có rắn, thì rắn là ngày xưa là tăng chính của cái đội hình cũ của mình thì mình để đấy thôi, tại vì rắn vẫn có cái hiệu quả khiêu khích cũng như chia sẻ sát thương giống với Duelon. Khi bạn chơi ráp rồi thì
để rắn vào vẫn được, không thể chơi Ellie được. Ngoài ra thì anh em nào mà chơi những con búp máu khác thì hoàn toàn có thể đẩy vào, ví dụ như Athena 11. Đến Clutch thì là võ sĩ đam phụ, vì Clutch ở bên này sau khi test thì lên S max còn yếu hơn không lên S max, tại vì S max rồi nó sẽ cố định thêm một lần tuyệt kỹ phản của con tăng ấy thôi, mà tăng bây giờ tăng nào cũng là cái hệ số sau rồi. Clutch đam mình chắc chắn với các bạn là đam vào không thấm đâu. Rồi lọt số 6 thì khả năng là mình để whip. Whip thì sau khi lên S max thì sẽ có đam, bắt đầu sẽ có đam, mình hy vọng khoảng cập trận tới sẽ có đam chứ không phải là thuần tăng như bây giờ, thì sẽ để whip thôi. Đó là cách mình form team hiện tại. Rồi ngoài ra thì có một số cái đội hình khác biểu trưng cho các bạn chọn cái con thần tăng khác, ví dụ như là con Rap ấy, thì các bạn nên chơi Athena, cái team team số 2, team Incarry của mình là mình bui theo hướng thần đam nhé, nên hơi yếu về việc hồi phục. Đối với Rap thì nên có những cái con như con Athena để nó bút máu lại, để luôn luôn duy trì cái lượng máu hồi phục và lượng máu tích trữ ở trên, tăng khả năng chống chịu của nó chứ không nó vẫn bị sốc đa bình thường nhé. Shingo cũng là một sự lựa chọn ok ở slot số 3. Đây, cặp Shingo cho các bạn nó vẫn còn đang chơi Shingo vì con nó tăng phụ được, nó sẽ chia sẻ bớt sát thương và Rap phải gánh chịu. Ngược lại thì nếu mà lấy whip thì whip đam chính thì sẽ thay vào Kula, đây là đội hình cũng khá phổ thông với như một số bạn khác đang ngừng chơi. Lấy whip cũng được, thay Kula cũng được, vì whip là sự lựa chọn dự bị mà. Ngoài ra thì tốt hơn một bộ hình dị thì các bạn sẽ có ba vệ, lấy cả ba vệ thì đằng sau thì có Isla, có thể chơi Isla để hồi búp máu, hỗ trợ Kula, hỗ trợ Athena thì sẽ xếp kiểu này. Chrysalis thì cũng sẽ còn hỗ trợ support dam cho con Kyo dam chính thôi. Team này thì nó khá là thiếu dam, nhưng mà các bạn chơi theo cái team này khi các bạn xoay ra cái võ sĩ hạt nhân mới, võ sĩ mới thì rất là hiệu quả. Vì Rugal cũng sắp hết, đến đến lúc mà nó sắp kết thúc thời kỳ của Rugal rồi. Chrysalis lên viện trợ sẽ búp cho AD, còn Kyo thay ở một võ sĩ vệ đả khác vào thì đội hình cơ bản nó phải sửa đổi nhiều. Về con búp sân búp sàn thì con Isla cũng dễ dàng thay đổi, vì võ sĩ đấy đa phần các bạn hay chơi võ sĩ battle pass khác nó cũng dễ dàng hơn. Isla nó cũng giảm rất là nhiều cái sát thương tuyệt kỹ nhá, anh em đừng có coi thường, thì khi mà giảm đủ cả team rồi thì khó, là rất là khó mới giết chết. Ông nào mà chơi PK S max tuần trước ấy, thì cũng có thể thấy con Isla khi nó búp đủ vào thì con Chrysalis nếu mà dùng 2 lần tục chiêu truy kích cũng không không hết được một cây máu của nó, còn về vào trong cái đấu trường thì phụ thuộc vào đồ và mọi thứ khác nhiều hơn. Rồi, còn đây các bộ răn mà mình cũng khuyến khích cho mọi người dùng rất là nhiều cách vui. Slot thì mọi người tự nghiên cứu nhá, để ở đây thôi. Thường thì mình vẫn khuyến cáo mọi người nên chơi cả bộ long hổ và bộ 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 sói để nó duy trì cái lượng debuff giảm kháng sát thương của team địch đều hàng mọi turn ở trong trường hợp hoàn mỹ ấy. Còn không thì nó sẽ dồn sát thương của một turn cũng được, tại vì khi mà các bạn bị khống chế thì không nổ được đấy, các bạn võ sĩ đấy không nổ run nhé, các bạn nhớ mình là võ sĩ bị khống chế thì sẽ không nổ run. Nhớ lại một chút cái kỷ niệm ngày xưa thì team best team của một thời kỳ thì là team có Yuumi và Asuka cùng với 2 KV Mai và Semi Lôi, thì hiện tại đều các bạn nào ba ba võ sĩ số 1, số 2, số 4 thì nhiều anh em đã chơi chơi vào viện trợ rồi. À, một 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 bốn năm một bốn năm đã vào viện trợ rồi, thì cũng đưa thêm một cái bạn thứ tự skill đấy là thứ tự của cái team chính của mình hiện tại nhé. Hai cái võ sĩ hàng hàng trên cùng, hàng ngang trên cùng là 1 và 4 thì thường sẽ tung skill đầu để giảm công giảm thủ của đối thủ trước, rồi mới đến võ sĩ hàng mình sẽ xếp cho từng hàng, mọi người thấy không? Ở 2 năm tung võ sĩ sáu tung skill sau để tiếp tục giảm một lần nữa công thủ làm mềm hết đội hình đối thủ, thì còn cuối cùng là 3 và 6 tung skill cuối cùng. Kyo hiện tại nên tung skill cuối cùng để các bạn có thể giải các cái hiệu ứng bất lợi như đóng băng hay là choáng,
vân vân. Thì vì lượt của Kyo đa phần là sẽ được miễn khống chế lượt 1 cũng như là lượt 2, thì lượt 2 thì bắt đầu là để hồi nộ, búp nộ cho những cái võ sĩ chưa tung tuyệt kỹ, à, khả năng sau này cũng vậy thôi. 6 thì là slot đam chính, thì nên tuyệt kỹ cuối cùng sau khi tất cả làm mềm rồi thì dễ dàng lấy được cái miễn chí tử, may mắn thì có thể sử dụng kỹ 2 lần. Nhìn chung là cách bôi như thế thôi, mọi người nên nghiên cứu. Rồi, về whip và add thì thay nó sẽ là hai con võ sĩ slot số 3 và số 4, như mình nói không phải võ sĩ quá quan trọng. Là võ sĩ sẽ ra mắt kỹ gần nhất, các bạn nên cân nhắc lấy nhá. Lấy thì bây giờ tùy tùy tài chính của mọi người, cũng ghi kiểu kim cương mình không không khuyến khích quá nhiều. Tuy nhiên nó đang lỗi, ông nào thích lợi dụng book thì hoàn toàn có thể dùng tăng, nó làm tăng rất là khỏe. Nó là một con, theo mình đánh giá nó là con mai version sau, khi một khả năng clear book của đối thủ cũng như là book cho đồng đội, một đồng đội nhé, búp thì như búp cho một đồng đội thôi, cái lượng sao chép chỉ số sẽ giúp nó tăng thêm, nó thành một võ sĩ có chỉ số vượt trội ở trong đội hình để nó ăn các cái hiệu ứng khống chế của bên bên kia của địch. Gần như là hai whip thì nó sẽ có khi nó cái việc búp như này, nó sẽ hai con sẽ đặt đánh skin chéo nhau đấy, thì con whip nó sẽ chỉ có kháng kháng cái chói thôi nhé, chói buộc ấy. Nó kháng thì nó sẽ thu hút, thì con sát thương chính sau này sẽ đỡ bị hiệu ứng đấy. Tuy nhiên thì vì nó kháng chói thì nó vẫn sẽ bị choáng hoặc băng, vẫn linh tinh, cho nó chỉ có giải một hiệu ứng thôi. Riêng với con whip là như vậy, mọi người có thể cân nhắc thì vẫn có thể đeo hồn lực băng làm băng để làm đam được, tại vì cái hệ số crit của nó rất là cao, cả đam crit lẫn tỷ lệ của nó rất là ok. Hoàn toàn có thể thầm cầm cái hồn lực năm như thần nộ hay là sát thủ rồi bộ tiến hóa sau này. Thì con át thì không phải nói nhiều rồi, con át với cả Kyo hiện tại thì nó cũng ngang phèo thôi, mình nghĩ nó cũng chỉ dạng để duy trì cái hiệu ứng hạt nhân để cho team con hạt con đam chính bên mình chạy chết sau thôi, chứ còn cũng không 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 quá là nguy hiểm đâu. Cái át thì để giết Kyo thôi đó, nếu mà bạn nào không chơi thì cũng cũng không làm sao cả, nếu bạn nào mà đang nâng nâng Kyo cũng không phải ép mắt thì thay át được, rồi lấy hồn vũ khí không thôi cũng dùng cũng ok rồi. Về cuối cùng thì làm thêm một phần bonus cho mọi người thôi. Bên một số võ sĩ khác ở không trong những cái đội hình ở trên thì mình đưa vào slot 1, những võ sĩ cũ đã được thay thế và không còn quan trọng nữa thì đánh giá giảm dần, thì mình để Ulon với rắn rồi Ignis hay là Saiki hay là Asuka, võ sĩ ở những server đều đang có thì đưa vào slot 1 để gần như là để cho có, nếu mà cái đội hình cũng có điều kiện. Hai là cũng có một chút tác dụng ở những cái lượt đầu. Còn riêng Ignis thì vẫn sống sống ổn đấy, chứ mình không 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 đánh giá thấp quá đâu. Rồi slot 2 thì chắc chắn các bạn cố gắng pick cho mình các con vệ này hoặc là con whip nhé. Chị đại whip bây giờ đang được búp lộn búp láo. Pick cho con vệ này. Không không có slot thay thế đâu, các bạn thiếu vệ mà bạn đút con khác vào bây giờ thì hoàn toàn team các bạn thua là chuyện đương nhiên thôi. Rồi slot thứ ba, slot thứ ba thì khá là dễ dàng thay đổi, thì ưu thế về những con tăng này thì vẫn có một chút hiệu quả ở trong một số lượt đầu, chắc cũng cố gắng sống được một hai lượt đấy. Con Singo bây giờ vẫn đứng được mà, hồi sinh được mà. Con Singo cũng khá là combo tốt với whip, để whip lúc nào còn nộ, theo mình thấy con Singo dùng với whip cũng khá là ok, cũng như là nó để đi nét hoàn toàn vẫn có thể giữ trong đội hình được. Ngoài ra những có lựa chọn cũ hơn dành cho những bạn nào mà không có điều kiện thì hoàn toàn chơi Battle Pass hoặc những cái gói khác để chơi để búp sân trong búp cho một cái thời gian ngắn ở đầu trận, giúp cho các võ sĩ chính của đội hình nó không không đột tử quá sớm thôi. Rồi slot số 4 thì nó đa dạng hơn, tại vì đứng ở sau thì bao giờ cũng sống lâu hơn, thì các bạn có thể chơi Leona để gây hiệu ứng câm lặng hai tầng cũng rất là mạnh, nếu nếu mà team của các bạn đằng trước có đủ tăng nhé, đủ 2 đến 3 tăng rồi thì con Leona cũng rất là mạnh. Ngoài ra thì bây giờ tháng hiện tại thì là tháng 11, thì hiện tại đã đến con Athena S Max rồi, Athena 11 S Max. Anh em nào chơi giống mình thì mình sẽ ra clip sau để hoàn thiện team bút máu, sang khoảng 1 mùng 2 tháng 12 mình up nốt cái clip đấy, up nốt team thôi để cho các bạn coi thử được trong team 3 vệ thì con Athena nó sống được bao lâu. Thế là cũng khá là hiệu quả, việc hồi máu và giảm hồi máu đối thủ
nó để giảm hồi máu đối thủ và giảm thủ nhá, chứ còn bảo công các thứ thì không ăn thua rồi. Isla mình đã nói rồi, Robert thì trợ công cho con đả ở hàng sau. Cũng có thể các bạn chơi thì các bạn có thể giữ lên viện trợ. Gonit thì khả năng là cũng viện trợ rồi, Semi cũng viện trợ rồi, thì thường nó vào slot số 4 để chết trước, vào slot số 4 để búp máu hoặc hoàn chuyển công thủ thêm một chút thời gian nữa cũng được luôn, thì chắc là ít người chơi. Nhưng mà nếu mà còn chơi thì khả năng đứng ở slot số 4 vẫn ok nhé, đánh được những cái team top dưới mà khả không chế thấp. Rồi còn về slot số 5 thì slot số 5 thì mình đưa con Mian vào đây làm đam phụ. Tại sao mình đưa là Mian là đam phụ thôi? Tại vì góc độ mình nhìn nhận thì nó chỉ là con võ sĩ kết thúc, võ sĩ có sát thương kết thúc, khả đam khá là to, xin một hàng và giảm công các thứ. Tuy nhiên thì nó có nhiều thứ bất lợi mà anh em bảo. Mình thấy là nó phải thay mặt nạ và búp mặt nạ lên thì nó cũng nên ở một slot sau. Hiện tại nên ở cái slot thằng sau thằng tăng chính. Ở ví dụ Benny, mình ví dụ luôn là Benny và hoặc Athena đấy, thì để nó mất mặt nạ, việc nó mất mặt nạ phụ ấy, thì là để nó tăng sát thương, nên nó đứng được cái slot số 5 là khá là ok. Nếu mà các bạn có hồn lực 5 hoặc bảo vệ hoặc sau này thì nó hồn lực 5 mới cùng chiến các thứ linh tinh thì mình nghĩ nó dùng được. Rồi ngoài ra có Chrysalis, Vanessa, Clark, Benny ghẻ, Benny trẻ trước, Benny điện trước, Mai và Cherith những con võ sĩ cũ. Các bạn nào không có điều kiện để lấy ngay võ sĩ mới thì hoàn toàn rơi có con này trong Battle Pass để chơi tạm. Slot số 6, slot số 6 là dành cho mid X nhé. Đối diện với Mia thì các bạn có thể chơi mid X cũng được, các bạn nào chơi mid X thì để slot số 6, tại vì slot số 3 sẽ chết trước, còn mid X thì không còn võ sĩ ở trước, có thì sẽ hồi máu thôi, có thì giúp võ sĩ để hồi máu thôi. Nhưng các bạn cân nhắc để bạn fix là 1:3 cho nên hiệu quả. Hoặc là các bạn có thể chơi Iori cũ, nếu các bạn người ta bỏ hết Google mà Iori lên sân được của nó thì nó cũng khá là mạnh. Khi nó lên được cái sân đấu của nó thì nó sẽ không bị khống chế, cũng như nó có là một trong ít số ít võ sĩ đả hiện tại có giả hiệu ứng và số lượng hồi sinh của nó cũng khá là nhiều. Các bạn có thể chơi con Iori này để ôm bom được, hơn uy thì nó còn có hiệu ứng phá giáp ngay turn một toàn bộ hàng trước, cũng là một cái skill đặc thù. Ở ngoài ra thì anh em nếu mà sau này có điều kiện thì có thể Diamond, Diamond mà miễn lửa miễn đốt các thứ thì Diamond 8 turn thì mình nghĩ là cũng ok chứ. Đưa vào viện trợ rồi cho nó ra sân ở slot số 6 cũng hoàn toàn là một cái sự lựa chọn độc đáo. Còn ngoài ra còn Sun A với cả Enzo là những người không có sự võ sĩ thay thì có thể đưa tạm slot số 6 cũng được, mà mình bảo là cũng slot quan trọng nên mọi người không 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 nên chơi kiểu tạm. Để còn riêng em Yuri mình để ấy cho đẹp nhé, tại vì Yuri nó đã mở cho đi người chơi dùng đéo đâu, nó cho free không đủ mạnh nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình, chúc các bạn chuẩn bị một cuối tuần vui vẻ. Chắc ngày mai là PK thôi. Thực ra thì mình ghét cái phiên bản hiện tại sau cái việc cập nhật lỗi con whip với con Hayden, hiện tại mình khá là không thích việc hiện tại mình chơi khá là ít. Hy vọng là nhà phát hành sớm thay đổi và fix lại cái lỗi này cho anh em người chơi hệ Ikari nó không không quá là buồn nhé. Whip hiện tại thì ông nào lấy hồn vũ khí trước thì khả năng là ôm súng bắn được thiên hạ, nhưng mình không nghĩ là vì nó không phải võ sĩ hợp tác nên chắc chắn bạn limit thôi, để điều sớm hay muộn thôi, nên đừng có lấy hai một vũ khí sớm. Thì trong những video trước mình đã nói rồi thì mọi người nên cân nhắc không lấy cũng được, theo mình thấy thì nó không lấy cũng được vì nó đang lỗi, tóm lại nó đang lỗi, lấy hay không lấy là do mọi người. Góc độ một top đua, các bạn đang đua top ấy, thì lấy có thể hoàn toàn để đổ uy cũng được, chưa cần phải nâng vội, tại vì nó là một võ sĩ dự phòng trong tương lai tới. Tại vì theo như mình cảm nhận thì những cái võ sĩ cuối số slot số 2 và số 5 và 6 ấy thì cũng rất là lâu nữa thì mới có slot thay con slot số 3 4 như của VIP, thì con VIP cũng hoàn toàn thì đi đường dài với các bạn đến cái khoảng đấy. Khi đó bạn áp và nâng bỏ vào đội hình cũng được, hoặc bỏ ngay thì tận dụng lỗi cũng được. Thì cái đấy là cái lựa chọn của mỗi người. Cảm ơn mọi người.